Nhị bi. Có thằng bi phát trực tiếp đó. Biết tao lên cho ta. Good morning mọi người. À đây rồi, đây rồi, thấy rồi. Rồi. Good morning, xin chào mọi người. À đây là có được hai mươi mấy người lên đây rồi. Rồi thấy rồi. Xin chào bạn Hồ, bạn Nguyên, xin chào Thái Anh, xin chào Thơ. Good morning Thái Anh. Good morning Hồ Trung, nhiều người good morning nha. Bây giờ buổi tối cũng morning, buổi trưa cũng morning, buổi sáng cũng morning, nửa đêm cũng morning. Đây có 21 người lên rồi, các bạn chờ xíu nha, thông thả nha. Các bạn có cái câu chuyện gì mới không? Hôm nay mấy bữa này chứng khoán rớt phòng các bạn. Bạn nào chơi chứng khoán kể có câu chuyện gì vui không? Dân chứng khoán mấy bữa này nháo nhào bị FLC úp short rồi lại đến Tân Hoàng Minh úp short hả? Hôm nay có bạn nào bị mất tiền vì FLC với lại Tân Hoàng Minh không? Bạn Hồ Chúng hỏi Tết có về ăn Tết không? Xin chào bạn Nguyễn Nhật. Tết này khả năng cao là mình không về quê ăn Tết bạn ạ. Về quê thì nhất là ở quê, nói chứ người dân ở quê chủ yếu là người già không à, với lại làng quê người ta cũng thành trọng lắm, lỡ mình mà ép không ép gì đâu mang tiếng. Thứ hai nữa về cũng chẳng đi chơi đâu được, vì đi chơi thì là về quê đi chơi cũng đi được, thì về chả để làm gì cả, thôi thì chờ cái dịp khác nào đó đi. Khi mà ở quê họ cũng F0, F1, F0 cũng như nhau á. Đây ở Sài Gòn bây giờ ở nhà thì là ai mà ở nhà thì F0, còn ở đường là F0 đó các bạn. Hiền cũng chơi 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 cũng có chứng khoán hả em? Sao bị úp sọt vậy? Anh không chơi thôi, chẳng bị thằng nào úp sọt hết đó. Triết lý của mình rất đơn giản các bạn ạ. Tại sao cũng phải là mình là người tạo dựng và dẫn dắt cuộc chơi, mà mình lại là làm con tàu trên bàn cờ cho thằng khác nó chơi. Cho nên mình làm cái gì đó là mình phải chờ, là người tạo dựng và dẫn dắt cuộc chơi. Và mình hãy nói câu đó, người ta ra dành cho bạn, nhường cho bạn tạo dựng và set up cuộc chơi, mà bạn không set kèo thì người khác set kèo thì buộc bạn phải chơi thôi. Cho nên mình ý khi mình tham gia một cuộc chơi do người khác đạo diễn lắm. Mình cho nên là mình mẫn cảm với các cái cơn sóng của chứng khoán, các cái cơn sóng của bất động sản. Chứng khoán bất động sản nó có nhảy múa chỗ nào nhảy múa, mình cứ bình chân như vậy vậy đó, mình cứ cười kha kha vậy đó. Đơn giản lắm các bạn ạ. Anh cuộc chơi là mình phải tỉnh táo và mình phải biết chơi chỗ nào, biết chọn chỗ nào chơi, biết chơi chỗ nào nó vừa sức mình, nó phù hợp với mình. Chứ các bạn đừng có bị mình trở thành cái con tốt ở trên bàn cờ cho mấy ông chơi. Và rất tiếc là trên thị trường chứng khoán của chúng ta là đa số là những người chơi kiểu mà phong theo phong trào. Mình biết mình có nhiều người bạn chơi trong chứng khoán dai dẳng lắm đó. Thì có nhiều người vào là cái chứng khoán cũng kiểu đi mua ráo, thấy rẻ là mua, rẻ là mua tùm lum ấy. Có những công ty doanh số mà
con chứa được phần 10 của thế giấy, lợi nhuận con chứa được 1% của thế giấy mà các bạn cũng mua mua như kiểu đi mua rác ấy. Chứng khoán bản nó là bản chất nó là một tờ giấy có giá trị, và khi doanh nghiệp đó nó có giá trị nó lên thì là một tài sản quý, còn nếu không khi mà nó xuống thì trở thành một mớ giấy lộn mà chui cũng sạch, đốt lửa chưa chắc đã cháy. Mấy cái giấy đó nó còn trả mình lớp trong thấm nữa mà. Ok, xin chào bạn Tăng Linh, xin chào bạn Hùng. Hùng Đông Hướng với mình cũng cũng hay 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 tương tác Facebook với mình. Bữa nào lên Sài Gòn cà phê đi Hùng ơi. Mình dạo này cũng rảnh, nhiều khi cũng thấy ế ế. Anh rồi cứ đi anh rồi đi ký sách về trồng cây. Xin chào bạn Trần Duy. Xin chào bạn Julian Đăng à. Julian nghe tên có vẻ giống kiểu cái từ đen này, theo tiếng tiếng nước ngoài thì có vẻ như nữ vậy ta chứ không phải nam. Ôi chào đại ca Tuấn, hello Tuấn à, xin chào bạn Xuân Cát, xin chào bạn Nhung Nhung Bùi. Trên trên comment các bạn có mà thấy có một cái nickname mà điêu trăn á, đó là bạn Tuấn ở Hà Nội, ít hơn mình 2 tuổi. Tuấn này bậc thầy về đào tạo về bán hàng, về sale, rồi là coaching một một cho các chuyên các ông chủ mà bán hàng kém ấy, không có nói chung về với năng lực bán hàng cho các bạn hiểu hiểu á, hoặc là các bạn muốn set up hệ thống cánh online cho này nọ thì Tuấn chắc là lựa chọn sáng suốt. Tất nhiên là mình cũng chưa 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 có đủ tiền để sử dụng cái dịch vụ của Tuấn, thì khi nào đó mà có để dành hoặc là sáng năm mà bắt đầu có lợi nhuận thì cũng phải nhờ Tuấn set up cho cái kèo tư vấn. Đó, hôm nay mình đang nói về chủ đề tư vấn này các bạn. Chủ đề về về tìm tìm thầy đó. Đi có bệnh thì phải tự phương mà. Rồi đi tìm thầy chuyên gia tư vấn này nọ đó. Hôm nay nếu như có nói gì đó đụng chạm với Tuấn thì thông cảm nhá. Tại vì cũng nói đạo kiếm nó vô tình đó. Mà anh em thì làm nghề tư vấn, mình thì lại lại chọt ngoại này nọ thì cũng nhiều khi đồng cảm, để anh em thì thông cảm đi. Đó. Ok, xin chào bạn Hải Đăng, xin chào bạn Việt Hoàng à, xin chào anh Tuyên à, mình là tên cha sinh mẹ đẻ tên là Mai Văn Tuyên, còn tên nghề danh là Mai Quốc Bình. Ok, bạn Hồ Chúng nói sách muốn mua sách của mình mà ở quê không có à, mình chưa bán qua bất kỳ hệ thống nhà sách hoặc là trang web nào nha, mình chỉ hiện tại sách của mình cho bạn chỉ có đặt được cái kênh là cái website của mình là khác biệt để vươn tâm com thôi. Xin chào bạn quân 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 phiếu ai đâu ai đi cái gì, mình cũng loài lọc cóc cóc nhãi mà nhỏ nhỏ mà. Xin chào Thanh, xin chào Công Vinh. Thanh với Công Vinh à, hay hay gần như cái live buổi live nào của mình cũng tham gia hết á đó. À, đó à, đó à, bạn nào mà liên hệ tư vấn đội ngũ bán hàng đào tạo bán hàng thì liên hệ Tuấn đó, có cái nickname là Điêu Trần đó. Mà đào cái những cái này đào có đặc cái ta kiểu kiểu mà tư là con vịt chứ ta. Đó. Hello hello bạn Đình Long, hello bạn Quốc Đăng, xin chào Nhung Bùi. Em cũng yếu về nghiệp vụ bán hàng móc đừng hỏi anh chị đó, yếu về bán hàng đi, học anh Tuấn đi, học Tuấn đi em, Tuấn đào tạo bán hàng nghe phê lắm đó. Anh cũng có một lần anh được nghe online nghe Tuấn chia sẻ, cần chia sẻ nhiều bí kíp bán hàng hay lắm. Đó, thấy không, dân dân chuyên gia dân đi tư vấn mà cũng bảo là bên chòi mạnh tay vào, thấy không, chòi bớt thì bảo ông tư vấn dở chết bớt đấy không. À, bạn Nguyên hôm nay có gì mới không, à hôm nay có gì mới nhỉ, hôm nay mình mới tham gia thêm vào một dự án mới, dự án này thú vị lắm bạn các bạn. Một dự án này thì mình mới tham gia với vai trò là co-founder, sáng nay mới ký luôn. Thì dự án này rất hấp dẫn, hy vọng là dự án này trong vòng khoảng 3 năm tới sẽ là một cụ hết rất may. Mình làm về mảng thôi thôi không tiết lộ đâu ha, bởi là hôm nay mình mới có thêm 70 hectare trong trong xoài với mít với sầu riêng. Ngày mai mình là đi đi lên đó để ký hợp đồng. À, ăn rồi mình giờ cái đi à, đi việc kỳ sách với lại là trong trai đấy các bạn,
Vậy hôm nay nữa là nghe các bạn báo cáo là hình như chốt đến ngày 8 tháng 12, à 8 tháng 1. Nhà in là giao sách cho mình ngày 8 tháng 12 và sách của mình chốt đến ngày 8 tháng 1 là đúng 1 tháng 30, đó, tức là 30 ngày đó các bạn. Thì bán được là 6.530 cuốn. Cũng khá khá. Nói chung cũng ế nhưng mà cũng ế lắm. Nói chung như vậy là cũng đủ tiền uống cà phê. Rồi. Đó là những cái mới của mình hôm nay mình theo mới thống kê được. Còn theo nhiều thông tin nữa thì là chứng khoán hôm nay nghe này tăng nhưng mình cũng mẫn cảm, à mình cũng miễn nhiễm với chứng khoán, mình cũng miễn nhiễm với tiền kỹ thuật số, cho nên là gần như mình không có không bị ảnh hưởng như mấy cái đó cả. Họ dân tình thì náo nụng lao đao cho mình thì cứ ngồi cười phe phe đó như chị phe vậy đó. Xin chào chị Tâm, xin chào anh cũng đang nhờ các buổi chia sẻ em học được nhiều, cảm ơn bạn nhá. Khánh thật hay khánh đều ấy bạn, khánh thật cũng được khánh đều cũng được, cho nên là các bạn mà khánh đều thì mình cũng cảm thấy vui, được khen còn hơn chế, khánh đều còn vui hơn cả chế, cho nên chẳng sao cả. Bạn Hùng Phạm nay đầu tư đâu, à mình đầu tư thì mình nói không về các cái hoạt động đầu cơ như các bạn. 99% Việt Nam mình á, khi hỏi là anh có tiền thì anh sẽ làm gì, thì 99% trả lời là tao có tiền thì tao sẽ đầu tư bất động sản. Nhưng mà 99% trong đó cũng bị hiểu nhầm giữa đầu cơ và đầu tư. Các bạn cứ nghĩ đó, các bạn mua xong mua đất xong vẫn đó, các bạn có làm gì đâu, chơi tăng giá bán thì các bạn có đầu tư gì trên đó đâu. Nếu các bạn đầu tư là các bạn phải xây dựng nhà xưởng kho bãi, nhà cửa để cho thuê hoặc là trồng cây gì đó ở trên đó, nói chung là các bạn phải tạo ra giá trị trên đất thì mới gọi là đầu tư. Còn mình thì bây giờ là nông nghiệp, mình đầu tư nông nghiệp nhiều lắm, cứ giờ cứ mỗi mỗi năm mình trồng thêm được cả, mình mở rộng của nông trại của mình thêm được cả 100-200 hectare lắm. Sáng nay mình mới có thêm 70 hectare này các bạn, chủ yếu của mình thì đó. À rồi, xin chào bạn mẫu đi lớn con, mà bạn nào vậy thì khi nào đó có đủ duyên thì mình ngồi mình chia sẻ khoảng cho các bạn kết nối với mấy người đó, ngồi uống cà phê mình chia sẻ cho các bạn các cái hoạt động đầu tư của mình, và các bạn nào muốn thì mình cũng thì ghét đây người muốn đưa tiền với mình đi đầu tư, mình là thôi cầm tiền ông chưa hiểu tôi cũng dám cầm đâu đó. Cho nên là từ từ đủ duyên thì anh em mình sẽ có rất nhiều cái cơ hội để hợp tác, vì mình có rất nhiều dự án để mình làm. À Tuấn bảo là đi là công tước hả? À công tước chứ mình thấy là từ nay mình không biết nha, mình tiếng Anh hơi dở, mình tưởng là nhìn đọc thì giống giống là từ đắc của con là con vịt đấy. Rồi và những vui máu được chỉ bảo trong thời gian tới trong thêm cà phê không chú. À cà phê không phải là sở trường của mình nha, mình chỉ chuyển về cái ăn trái thôi, mình không cà phê tiêu điều là mình không chơi. À Tuấn mời ra sách hả, mời ra sách đi gửi cho anh chị ấy nào, anh đặt cho cụ nó để mua ủng hộ nó. À có à, phá xa gì rồi ok để mai mốt ra mua mua cuốn, mua để gói đâu dương chứ mình khi nào đọc được, cho nên thôi cứ mua đi anh em, ra là ủng hộ anh em cuốn để cổ vũ cho nhau, không bỏ ngược thì bỏ xuôi các bạn ạ. À, xin chào Tú Bùi, xin chào Lê Khang, xin chào Hiền Nguyễn. À bạn Nguyễn bảo mỗi ngày 50 hạt, không mỗi ngày năm thêm 50 hạt thì có mà không được các bạn ạ. À, mấy mấy tháng cả năm mới thêm được 50 hạt thì được, chứ mỗi ngày 50 hạt là chết đó. Chỉ có điều là hôm nay mình mới có thêm được 70 hạt, nhưng mà bây giờ thì nhiều bữa đầu năm bữa khoảng nửa năm trở lại đấy, từ bữa dịch chứ bữa dịch giờ bữa bữa tháng 10 giờ thì mình trồng nhiều. Xin chào bạn Trọng, à lâu rồi mới vào lại hả, hôm nay rảnh quá ha. Hôm nay rảnh mới vào. Xin chào bạn Pháp, xin chào Hồng Cương, rau củ quả được không anh? Thì các bạn về cơ bản các bạn muốn làm gì là quyền của các bạn, các bạn các bạn muốn làm gì cũng được hết á, tại vì đơn giản thế này, nếu mình nói rau củ quả không được thì đây người họ vẫn làm rau củ quả vẫn sống tốt. À, mình nói là lũ không được, lũ là sở trường của Việt Nam mình, vừa lũ ở đồng bằng sông Cửu Long là một trong những vườn lũ lớn của thế giới chứ không phải riêng như Việt Nam mình, ví dụ vậy. À, mà ví dụ nói là
chế trường nhà thờ trường cho thuê cũng được, thì mọi người một sở trường sở thích, mọi người một điểm mạnh, không ai giống ai hết đó. Cho nên các bạn làm cái gì cũng được, làm cái gì miễn là mình đam mê, mình có tìm hiểu, mình có kiến thức hiểu biết về cái đó, và cả có khả năng tạo ra tiền cho mình thì cứ làm, miễn rằng pháp luật không cấm. Rồi xin chào bạn Minh Quân, xin chào bạn Khánh Nguyễn. À, em đăng ký mua sách mà không được, ô tại sao vậy? Các bạn đăng sách thì các bạn vào cái trang của mình nhé, khác biệt để vươn tâm chồng con nó, để mình nhảy này, để mình để cái link lên cho các bạn. Đó các bạn, mình vừa comment đó, rồi mình ghi lên rồi đó. Rồi các bạn vào đó đặt thoải mái, cái gì chứ sai con ấy ở đây mà các bạn. Xin chào bạn Hoàng Minh, anh có đầu tư dự án nào ở Đà Nẵng không? Không, Đà Nẵng mình không chơi, mình nói là mình không có. Xin chào ông bạn Ngụy Thanh Ngụy, hello bác Phương, bác Lan anh, hôm nay bà cũng rảnh nha. Hôm nay tự nhiên đi đâu lạc đường vào đây bác. Rồi đúng rồi, làm ra mà làm thôi các bạn, mình được cái là không ngại khó, không ngại khổ, không sợ nhiều việc, cứ làm ra làm thôi. Xin chào bạn Vũ Gia ở đó. À rồi không có comment nữa, các bạn vào rồi được 80 mấy người rồi, các bạn có cái gì giao lưu nữa thì các bạn 8:01 rồi, mình cứ khoảng đúng 8:10 là mình cứ bắt đầu thôi, bắt đầu thôi, cứ theo như là bình thường vậy, khoảng 7:10 à 8:10 là mình vào mình nói dốc bốc phét trên trời dưới đất, muốn nói gì nói. Xong rồi khoảng 8:10 mình có khoảng 20 phút để chém gió, rồi khoảng 8:10 thì chúng ta lại bắt đầu vào chủ đề chính. À bác Lan Anh bảo đang đi làm online hả, vậy là hôm nay ở Phú Thọ cũng làm online đấy à chị bác? Ở Sài Gòn chơi làm online quen thôi. Bạn Quang Như, hello, good morning bạn Quang Như. Mình nói chung là qua tháng 1 là rảnh rồi đó các bạn ạ. Tháng 12, tháng 11 là với tháng 12 là cái tháng bận nhất của mình. Còn qua tháng 1 cho là cứ thong thả, cứ lai rai. Cứ tháng 11, tháng 12 là mình xây dựng review của năm cũ, rồi là xây dựng kế hoạch này nọ của năm mới, rồi rất nhiều thứ, cho nên là công việc nó tắt tối mặt mày. Còn bây giờ vài bữa nó rảnh mình lại viết, mình đang nợ của các bạn một cái bài viết về nông nghiệp Việt Nam. Anh ơi bữa nào chia sẻ cách tính các chỉ số về lương thưởng cho nhân viên đi. Cũng dễ, những cái này từ từ để mình chia sẻ từ từ, từ từ từng bước một. Ok, một thêm một chủ đề mình đang nhận nè, rồi chính sách lương thưởng để mình nốt vào đây luôn. Rồi chủ đề tiếp, có một bạn yêu cầu là xây dựng sách lương thưởng KPI gì đó đúng không? Rồi ok, rồi mình nói vào rồi để bữa nào mình làm. À, mình đang nợ các bạn một cái bài viết về nông nghiệp thôi, bây giờ nợ thì giờ tranh thủ, không có ai hỏi gì, không có ai nói gì, nói chuyện, nói chuyện cho vui đó. Thì các bạn thấy không, mình đi xuống đi làm nông nghiệp đó, thì mình thấy nông dân của Việt Nam mình, người nông dân quá nghèo quá khổ, bố mẹ mình tổ tiên nhà mình cũng bao nhiêu đời sống bằng nghề nông nghiệp, nhưng mà thấy chưa thấy cái xin chào bà đâu, chưa thấy là cuộc đời của mình, tương lai của nông nghiệp Việt Nam nó sẽ đi về đâu hết đó. Chưa thấy cuộc đời của người nông dân nó sẽ khá lên. Đầu tiên nó có nhiều lý do lắm các bạn, ví dụ các bạn thấy không, các bạn mà đi ra đường ở Hà Nội về Sài Gòn, các bạn để ý tí, chính phủ Hàn Quốc, lãnh sự quán, đại lý sứ quán của Hàn Quốc New Zealand, thì các bạn thấy không, trên xe taxi nó quảng cáo là cái gì ấy nhỉ, bở nó quảng cáo lấy Hàn Quốc kỳ quý New Zealand, chính phủ Hà Lan, những cái chương trình như vậy để vì một cái nền nông nghiệp quốc gia. Còn ở đấy mình thì kể nông dân sống trên mặt bay,
Hoặc là các bạn biết thấy không? Chúng ta ấy, Việt Nam chúng ta cũng chưa có một cái thương hiệu trái cây nào cả. Khi các bạn bảo là mình nói các bạn này nhắc cho tôi một thương hiệu về bia, về nước ngọt gì đó, về kem đánh răng như các bạn kể lên bên vách, nhưng mà một thương hiệu trái cây gần như các bạn trong đầu không có, kể cả bản thân mình cũng vậy. Hoặc là ngay như chúng ta đến người Việt Nam thôi này, bây giờ nói là các bạn nói về một loại trái cây đặc thù của người Việt Nam thì các bạn cũng bối rối, cũng chẳng biết, hoặc là một vài gì đó. Nhưng các bạn cứ nhìn đi, ví dụ như bên cạnh chúng ta này, khi nói đến nông sản Malai người ta nói sầu riêng mùa sắc kính, nói đến Nhật Bản người ta có nho màu đớn với trái ruby, nói đến Đài Loan người ta có trái Đài Loan, nói đến New Zealand là nói đến kiwi, nói đến Úc là nói đến cherry với nho đó, thì rất nhiều 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 như vậy, mỗi nước họ đều có, nhưng mà Việt Nam mình chẳng có gì cả. Rồi nữa là nông nghiệp Việt Nam mình nó manh mún quá, nó nhỏ nhỏ nó nhỏ, cứ người ba sào năm sào 1 hect 3 hect 5 hect 10 hect. Làm như vậy thì làm sao mà chúng ta cơ giới hóa được, làm sao mà chúng ta tự động hóa để đầu người công nghệ cao cho vào nông nghiệp được. Ở bên Úc, bên Mỹ, Trung Quốc cho là người ta đi làm nông trại là người ta đi bằng xe tải, người ta phun xịt thuốc là vậy, phân bón là bằng máy máy bay trực thăng. Còn ở nước mình hả, thì cứ mãi con trâu đi trước, cái cày theo sau. Cho nên chúng ta nông nghiệp Việt Nam mình muốn này là phải bỏ chế độ hàn điền và những cái thời địa chủ ấy các bạn, tức là phải giao đất cho các cá nhân tổ chức có năng lực làm thì họ mới làm được lớn được đó. Đường này chúng ta cứ dùng những cái câu nghe nó rất chói tai chứ đau khổ, khi người như người nông dân phải là phải phải đi làm thuê trên chính mảnh đất của mình. Ôi trời, đau khổ cái gì, ông làm chủ bao nhiêu năm rồi, tôi cho ông làm chủ bao nhiêu đời đấy, ông có khá lên được đâu. Bây giờ ông muốn làm chủ bao nhiêu đời nữa, vậy làm chủ hay làm thuê đâu có quan trọng, quan trọng là đó, bây giờ chúng ta đi làm bán đó đất nông nghiệp, chúng ta bán lại cho những người có năng lực để họ làm cánh đồng quy mô lớn, chúng ta lại có được mấy chục tỷ, 10 tỷ 20 tỷ xây nhà rồi mua sắm sửa rồi làm đẹp, rồi sau đó thì chúng ta lại đi làm thuế. Thì nhưng bây giờ là được mua mặt giá, được giá mặt mua, còn sau này thì cây nó muốn mặt mua được giá thì cây nó mình cứ lương tháng 7 8 triệu vậy ngon, con muốn trồng đâu cỡ thì vậy lắm các bạn. Là như bên Mỹ ấy. Bên Mỹ là các bạn muốn có thẻ xanh, muốn thường có thương trú dân ở bên đó đó, thì là có nhiều con đường, một trong những cách là các bạn đi theo dạng nhà đầu tư, tức là mở doanh nghiệp ở bên Mỹ. Thì bên Mỹ nó quy định rất rõ lắm, anh mở doanh nghiệp ở tôi cũng được, ông muốn quy mô nào này chúng tối thiểu ông phải thuê 2 lao động Mỹ và lương tối thiểu trả 1 tháng 10.000 đô, à 1.000 đô. Và như Việt Nam mình vậy, ông mua đất nông nghiệp cứ mỗi block 5 hecta, 1 hecta cũng vậy mà 5 hecta vậy đó, cứ mỗi block 5 hectare là bắt ông phải thuê một người lao động địa phương với mức lương tối thiểu ví dụ 5 triệu 7 triệu 10 triệu gì đó đó, rồi cứ từ 5,1 đến 10 hectare lại phải thuê một lao động. Và kệ như vậy, ông mua đầu cơ thì tôi cũng vậy, đầu cơ thì ông cũng chết, nên buộc ông mua xong ông phải làm, mà làm thì tạo ra công ăn việc làm cho người dân ngay tại cái chỗ họ đang mất đất đó. Cho nên dễ lắm, làm nông nghiệp của Việt Nam mình nó chả hiểu các ông tại sao ông làm cho mình nghĩ nông nghiệp du lịch dịch vụ và có nhiều thứ khác nữa. Tại bây giờ 8 giờ 9 phút rồi mình không có nói tiếp để mình dành sang chủ đề hôm nay à, thì đó là có rất nhiều cái mà mình nói nông nghiệp để giúp nông nghiệp Việt Nam mình thay đổi, giúp nông nghiệp mình Việt Nam mình giàu lên không khó. Nhưng mà mình không biết là tại sao họ không làm, có thể là có nhiều lý do, có thể là vì nó cơ chế nó vướng, có thể là trên bảo dưới ông nghe, có thể là hòn tư duy nhiệm kỳ thì cái cha nó làm thôi, nó kể như vậy. Chứ 70% dân số sống ở vùng nông thôn trong văn nghề nông nghiệp mà rất hơi hợt, không có đầu tư gì cho nông nghiệp nông dân cả. Việt Nam mình ấy, một trong những thứ dễ làm giàu bây giờ nhất là nông nghiệp. Và công ty nông nghiệp của mình nhá, mình nói mình mới xây khoảng năm hơn năm thôi mà làm quyết liệt á, nhưng mà giá trị bây giờ nó gấp hơn nhiều lần và so với thế giới đó các bạn ạ. À, giá trị công ty ấy bây giờ mình muốn gọi bạn cổ phần bạn dễ ơn. Rồi ok, 8:10 xin chào bạn Tú Mộc, xin chào bạn Minh Phúc, xin chào bác Tú, xin chào Hùng Cường. Rồi các bạn có nghe rõ thông tin của mình không ạ?
Các ngân nghe rõ gọi cho mình số 1, nghe không rõ gọi cho mình số 0 ạ. Rồi chúng ta bắt đầu. Trong lúc cho các bạn mình uống mình cho các bạn comment mình uống miếng nước nha. Ok, sao ít người comment ta, rõ rõ, ok rồi, xin chào, à, xin cảm ơn các bạn. Rồi ok, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ nói đến chủ đề mời thầy các bạn ạ, tức là thuê chuyên gia đấy, hay nói cách khác là các bạn mời thầy về để bắt bành, để chữa bệnh cho doanh nghiệp của mình. Câu hỏi đầu tiên là chúng ta có nên mời thầy hay không? Thì theo mình ý, làm kinh doanh chỉ để một cái giai đoạn nào đó thì chúng ta cũng có thể là mời thầy. Tuy nhiên ý, thì các bạn nên hay không nên thì tùy vào bối cảnh, tùy vào điều kiện doanh nghiệp của các bạn, và đặc biệt là nhờ vào năng là tùy thuộc vào năng lực của các bạn. Nếu các bạn giỏi, các bạn hoặc là trong công các bạn giỏi hoặc là trong công ty của bạn có những đội người, những con người có đội ngũ của mình. Cảm ơn các bạn đã gõ số 1 nhé, cảm ơn các bạn rất nhiều, cảm ơn các bạn đã tương tác. Rồi đó, thì chúng ta nó tùy vào ấy, không thể trả lời nên hay không nên, mà nó tùy thuộc vào nhiều cái yếu tố về môi trường, về đặc thù doanh nghiệp, về đội, về chính bạn và đội ngũ của bạn như thế nào. Vậy thì ở đây mình chỉ không nói là nên hay không nên. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ nói về một khi chúng ta đã thuê chuyên gia thì chúng ta cần lưu ý những cái gì đó ha. Thì theo mình ý, và hầu hết doanh nghiệp nào cũng cần phải những chuyên gia như vậy, và cuốn sách của mình viện vậy. Cuốn sách của mình không đề cập sâu bất kỳ một chủ đề nào cả. Nhiều người hỏi ủa sách của mày viết về cái gì mình nhiều khi mình này ta không chả biết tao viết cái gì trong nữa. Tại vì sale cũng có chút chút, marketing cũng có chút chút, nhân sự cũng có chút chút, trải nghiệm khách hàng có chút chút. Nói chung là mình viết về một tổng thể về vận hành doanh nghiệp và một cách để các bạn đi lên từng bước một, từng bậc thang một. Rồi còn cuối cùng trong đó các bạn chắc lọc được cái gì mình chịu. Các bạn có nhiều người đọc cái cuốn sách của mình nó bảo ui cái này những cái kiến thức marketing căn bản ấy mà, ôi cái này những kiến thức sale căn bản á, ôi cái này kiểu những cái kiến thức vận hành doanh nghiệp căn bản ấy. Đúng, rất căn bản. Tại vì các bạn nếu muốn chuyên sâu ấy, thì các bạn mình không phải là dân chuyên ngành, mình không phải là những nhà nghiên cứu chuyên ngành chuyên sâu về sale, về marketing, về nhân sự, về quản trị vận hành doanh nghiệp. Nếu các bạn muốn sâu rồi thì các bạn đọc những cuốn ví dụ như marketing, các bạn có thể là về gì quản trị marketing của Philip Kotler chẳng hạn đó. Quả rồi là gì, ví dụ như tài chính doanh nghiệp các bạn có thể là cái cá nhân chứ, các bạn có thể là liên hệ học anh là Minh Chánh tài chính doanh nghiệp, anh các bạn liên hệ học anh Việt Bá, ví dụ sale đó các bạn học anh Tuấn đó, ví dụ như vậy, anh Tuấn Trân đó mà cái nick là Điều Trân đó. Thì các bạn thấy đó có rất 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 nhiều cái các bạn ấy, cho nên mình không biết sâu, mình chỉ biết những cái thứ căn bản nhất phù hợp cho doanh nghiệp và biết những cái căn bản nhất mình đang áp dụng. Mình cũng muốn đi sâu vào là công việc của nhà chuyên môn đó. Vậy thì chúng ta cũng vậy, chúng ta chỉ khi chúng ta làm kinh doanh chúng ta chỉ có vậy thôi, khơi khơi nóng nóng càng càng như kiểu thằng Trà Bình thôi. Cái gì à, tự nhiên đang chẳng nhớ mình ấy là chia sẻ nhiều khi hơi hơi có kiểu hơi tục tiểu, hơi có gì đó hơi lên mặt chạy đời một tí. Sớm chủ nhật vừa rồi anh mình xuống Biên Hòa ăn trưa với mấy người bạn bạn học với mấy anh chị, thì anh chờ anh chị nói Bình mới chia sẻ cũng thú vị lắm ấy, nhưng mà nhiều khi kiểu khó ứa quá, kiểu lên mặt trời đời, cho nên là đó sự dọn đi mình kêu mình cứ nói theo cảm xúc cảm hứng, mình cứ nói trên trời dưới đất vậy đó. Cho nên từ hôm nay mình sẽ cố gắng là nói nó sao nhỏ nhẹ xíu, bớt lộ mà ăn tí, rồi làm sao đó cậu giữ mồm giữ miệng tí, rồi là đó không, nói chung là bớt 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 sâu tí không các bạn. Ok rồi, đó là cái
Đó là mình đang mong muốn như vậy. Khi nào mà mình cao trào mà nói quá kiểu mà vánh vánh vào vào cái mặt, vánh vánh vào vào kiểu nói chuyện lên mặt trời đời, thì các bạn nhớ đào thẳng cho mình cái nhá. Ví dụ hello cái hoặc là comment cái gì đó e bên đào thẳng ví dụ vậy. À ok ha, rồi đây chúng ta tiếp tục đó. Vậy thì khi các bạn thấy những cái chuyện các bạn đến một lúc nào đó chúng ta không đủ thời gian, không đủ nguồn lực, không đủ hiểu biết để chúng ta tự làm doanh nghiệp của mình, thì khi đó chúng ta buộc phải kiếm những chuyên gia để họ giúp chúng ta set up cái doanh nghiệp của mình nó bài bản hơn, nó chuyên nghiệp hơn, nó sâu hơn đó. Như mình đang vậy thôi, bây giờ mình gặp cái doanh nghiệp của mình vậy, mình chỉ làm những cái thứ căn bản, rồi là công việc triển khai như như thế nào, rồi các bạn sắp xếp công việc, rồi là và quản trị vận hành doanh nghiệp như thế nào. Còn ví dụ bây giờ các bạn bảo ê anh Bình làm lại cho em hết bộ nhận diện thương hiệu, chiến lược thương hiệu, rồi là gì đó chiến lược truyền thống, thì mình cũng chịu không làm được. Mình chỉ nói ví dụ chúng ta nên tập trung vào sale online hoặc sale offline, tập trung vào cánh em tí gì tí như đó như thế nào, tại sao như vậy, và chúng ta nên làm như thế nào, từng bước thế nào. Chứ còn bây giờ ví dụ như các cái bước chốt sale, các cái phương pháp chốt sale gì đó này nọ thì mình cũng không có bài đó. Mình phải chờ bạn sale manager của mình lên để nói chuyện, và bạn đó từ soạn bài từ trên đến cho đội ngũ, hoặc là mình thuê những chuyên gia như anh đó. Mình cũng có thời gian mình hợp tác với anh Tuấn, à quên anh Quỹ Phạm Quang Quỹ, xây dựng là cái phòng kinh doanh của mình về quy định, về quy chế, về chế độ lương thưởng, cái tháng bậc lương như các kiểu mà mình chia sẻ các bạn đó. Những cái thứ đó mình đều phải mặt tiền để thuê từ chuyên gia cả, nhưng mình cho các bạn là hoàn toàn miễn phí đó. Hoặc là ví dụ set up lại cái bộ set up xây dựng lại bộ phận bán hàng ngay từ đầu ấy, thì là à quên đi đó, cái bộ phận thương mại điện tử, thì mình cũng phải phải nhờ anh Tuấn lấy set up cho mình. Nói chung là mình phải nhờ hết đó. Anh em thì có thể là họ anh em hữu nghị hơn, thương tình hơn, thương cảnh cho thằng bạn dễ nghèo khó, cho nên là có thể là lấy cái giá hữu nghị, nhưng mà cũng phải là chuyên gia hay các bạn ạ. Nếu mà khi mà phải sâu vào là phải chuyên gia, họ làm rất bài bản, rất nhanh, cho mình làm là cứ dở dở như kiểu cái nồi cám lợn ấy, nó lem nhem, nó nhơ nhuốc, nó lởm khởm à. Vậy thì đó là cái này do chúng ta nên có cái những cái chuyên gia. Tất nhiên ấy, suốt cái hành trình vừa rồi mình lần đầu tiên mình thuê chuyên gia là năm 2016, và suốt cái hành trình dài ấy, mình thuê chuyên gia thì mình đã bị rất nhiều lần bị trả giá, những cái trả giá quá đắt, nhiều lần trả những bài học cả rất xương máu, kể với cả tiền bạc, kể với cả cái mối quan hệ đó. Đấy, từ từ ngủ nhiều rồi nó cũng khôn ra. Vậy thì à, vậy thì khi chúng ta lưu ý thuê chuyên gia thì nên thuê người như thế nào? Đầu tiên đấy, các bạn phải chọn đúng người. Không có người giỏi cũng chẳng có người dở, nhưng mà sẽ có người phù hợp. Vậy thì các bạn đấy, các bạn đừng có bị mấy ông chuyên gia, tại vì mấy ông chuyên gia có điểm mạnh của mấy ông là đoán bàn giỏi, nhìn tướng, nhìn ấy là bát mạch giỏi, đoán chẩn đoán giỏi, trên là nói hồi là chủ doanh nghiệp của mình là rối luôn, bối rối luôn, và xây sẩm mặt mày, giờ thầy nói gì cũng nghe hết á đó. Thế là thầy nói gì cũng nghe, giờ gật đầu thì bây giờ cũng muốn giảm cái thầy nữa. À mày giảm cái thầy hả, thầy bảo mày không nghe đi đi. Thế là thầy nói sao nghe vậy, rồi con thôi được rồi thầy cứ về đây, thầy về đây thầy dùng doanh nghiệp em cắt cái này, thầy một phát nhấc bổng doanh nghiệp của em lên đi, thầy nói sao em nghe vậy. Đó là cái sai đầu tiên của chúng ta. Vậy thì khi chúng ta chọn chuyên gia, các bạn phải thẳng thắn phỏng vấn chuyên gia, hỏi chuyên gia, vặt cho khi nào chuyên gia trọc không còn một còng lống ấy, thì khi đó thật sự hiểu rồi. Là ví dụ như các bạn, ví dụ có nhiều người họ lên họ nói, có những thầy nói hay lắm, bạn bè tôi cũng vậy, là có nhiều đứa chín mấy 2000 mới đi làm được có vài năm mà cũng đi làm hành nghề tư vấn, cũng lấy cái chuyện chém gió như thật ấy. Thì tôi nhiều khi tôi chỉ thẳng mặt mày thằng đó, tôi nói bọn em vô bất nhân, vô trách nhiệm,
và vô lương vô đạo đức. Bọn em chưa đi làm một ngày nào cả, chưa vận hành doanh nghiệp một ngày nào cả. Bọn em đi trực giảng vài bữa, nghe thầy nói được kiến thức như vậy có phải bài giảng bây giờ giờ thuộc như chào ấy, rồi các em bọn em cứ đi mua rượu, đi mua mua tùm lum và đi lấy tiền của doanh nghiệp, chẳng ra kết quả gì cho người ta cả, vô trách nhiệm, không có đạo đức nghề nghiệp. Thế đó, và những người đó người ta gọi là kiến thức tài xế. Vậy tại sao lại là kiến thức tài xế các bạn? Tôi không mở tới nhà khoa học là chính xác như hình là Einstein. Thế ngay chưa ấy, khi đó là Einstein thì có một cái đưa ra một cái đề tài nghiên cứu khoa học rất nổi tiếng. Cứ giả sử như vậy đi, thì ông đi đâu ông cũng tranh bài như vậy đó. Thì tài xế có bữa đó thì ông tài xế mới bảo thế này: thôi hôm nay ngài đừng có lên sân khấu trình bày nữa, hôm nay để tôi lên tôi mối đâu. Thế là đó, ngài cứ ngồi dưới vậy, vai trò là một người dự khán, là tài xế, vai trò là tài xế đi. Thế là ông tài xế bữa đó là lên thu bài, ông nói thao thao bất tuyệt, nói tới tơi gì đất vậy đó. Thế gì đến cái khi mà thính giả dưới mới giơ tay hỏi: dạ thưa giáo sư, tôi muốn đặt một câu hỏi. Thì cái ông tay sẽ của Einstein mới nói thế này: ôi câu hỏi này quá đơn giản, câu hỏi này để cho tay sẽ của tôi trả lời được rồi. Mà tay sẽ là người ngồi dưới là Einstein, tức là đó. Vậy thì đó là gọi là kiến thức tay sẽ. Họ không có nói có, mà khi ai hỏi đó đau xấu cái thì họ phải nhờ cái ông về nhân vật chính ở dưới trả lời ha. Vậy thì khi các bạn ở, các bạn phải hỏi, ví dụ các bạn làm ngay tiểu hàng tiểu dùng thì các bạn hỏi chuyên gia trước cho họ đó từng làm quá hoặc là tư vấn cho các cái doanh nghiệp hàng tiêu dùng nào chứ. Đó, ví dụ các bạn là công ty của các bạn trong lĩnh vực xây dựng đó, thì các bạn thì hỏi là anh đã có kinh nghiệm tư vấn với các cho các doanh nghiệp xây dựng chứ, rồi tư vấn thì cứ vấn vài doanh nghiệp nào, rồi mô tả cho tôi vài việc ông đang làm rồi thì làm ở đó là làm cái gì, rồi là thành tích ông làm ở doanh nghiệp đó thế nào. Ví dụ đưa doanh nghiệp này từ con số vài chục tỷ một năm lên vài trăm tỷ, vài ngàn tỷ một năm như thế nào, rồi là ông là ông đó, ông về đấy thì ông có thể giúp tôi được cái gì. Thì tập những cái đó mình phải phỏng vấn kỹ về chuyên gia, còn nếu không là mình gặp phải chuyên gia đó, tức là về họ chiến mình luôn và chiến như là lột da luôn đó. Vậy thì cứ mạnh dạn hỏi họ thật kỹ để họ nói hết sở trường sở thích điểm mạnh của họ, thì khi đó chúng ta sẽ chọn đúng người đúng việc đúng sở trường đúng mong muốn của chúng ta. Còn nếu không các bạn ấy, như mình đâu vậy thôi, mình mạnh về hàng tiêu dùng phân phối và những cái về mình mà làm dịch vụ hoặc là nông nghiệp, chứ còn mà ví dụ như vậy điện tử công nghệ thì mình bỏ tay, mình chẳng biết gì cả, mình tự nhận mình là một người mưu chữ về công nghệ các bạn ạ. Đó, vậy thì cái đó kể các bạn đưa ra những offer rất chỉ là hậu hĩnh, rất chỉ là happy, rất chỉ là tuyệt vời, mình cũng không nhận vì đó không phải là sở trường của mình và mình không nhận đồng hành với các bạn với vai trò bất kỳ vai trò gì cả. Chỉ trừ các bạn này do với kinh nghiệm trải nghiệm của anh chị em như vậy đó, anh thì cho em vài cái lời khuyên thì mình khuyên, chứ còn mình không nhận với mình không nhận của các bạn bất kỳ một quyền lợi lợi ích nào cả và với vai trò bất kỳ nào để tham gia với doanh nghiệp của các bạn, chắc chắn là như vậy. Tại vì mình tham gia vào đâu có tạo được giá trị gì cho các bạn đâu, mà không tạo giá trị gì cuối cùng mang tiếc, tha là không chơi. Vậy thì mình lúc đó cũng, nếu mình cứ nhận bư nhận ẩu vậy là mình cũng giống kiểu cá ba sa đó, ăn tạp ha. Vậy thì các bạn cứ mạnh dạn khi muốn hợp tác với ai đó, cứ phỏng vấn họ, cứ đặt vấn đề họ, ngồi xong phẳng ngẩng cao đầu mà nói chuyện với họ, đừng có rụt cổ, đừng như con rô rụt cổ như hoa thắng là cứ không khom lưng vậy. Nó chẳng giải quyết cái vấn đề gì các bạn cả. Tại vì doanh nghiệp của các bạn có bằng thì các bạn mới đi tìm thầy, mà tìm thầy thì phải tìm đúng thầy, chứ gặp đau bụng mà đi kiếm thầy về gãy tay gãy chân thì đi kiếm thầy về chữa bao tử là không xong rồi đó ha. Vậy thì đầu tiên là chọn người tư vấn, thì các bạn nên chọn như thế nào, cách tìm như thế nào để là tìm được người phù hợp. Rồi thứ hai là hãy thảo luận với nhau và cuối cùng phải viết ra giấy bằng một cái email hoặc là một cái trao đổi nào đó, những cái kỳ vọng của các bạn
về người đó và những cái mục tiêu, những cái mong muốn và tương lai người đó sẽ dẫn dắt của doanh nghiệp của mình như thế nào, họ sẽ làm gì được cho chúng ta đó. Ví dụ đi anh Bình, em hợp tác với anh là kỳ vọng như thế này này, 1, 2, 3, 4 những cái kỳ vọng như vậy, thì khi đó cái người chuyên gia đó họ mới phản không đáng để anh làm, hoặc là những cái kỳ vọng đó chúng ta nên điều chỉnh như vậy với chúng ta đó. Vậy thì khi đó cái luật chơi chúng ta set up với nhau, chúng ta thiết lập với nhau từ đâu nó rất rõ ràng. Cái mong muốn của anh như vậy, cái mong muốn của tôi như thế vậy, và hai bên đi 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 cái xích tí cắn cắn chỉnh cắn chỉnh cắn chỉnh, cuối cùng hai cái nó gặp nhau thế này. Còn nếu các bạn không nói với kỳ vọng của nhau ấy thì chúng ta rất dễ xung đột đó, giống kiểu hai vợ chồng chúng ta thôi. Người vợ thì nói gì, ôi đời này em chẳng cần tiền bạc gì đâu, em chẳng cần giàu sang phú quý gì đâu, em thích là một túp lều tranh hai quả tim vàng, chàng thì cứ là sáng sớm 8 giờ đi làm chiều 5 đó, để chở chở thiếp đi làm, rồi xong buổi chiều 5 giờ về đón con, đấy cả nhà mình về lại cứ nấu ăn, ăn xong rồi ta cùng dạy con học, rồi là dắt nhau đi công viên rồi đi siêu thị, như vậy em không mơ ở cái gì cả. Vậy thì cái thằng kia nói ừ đợi với ta cũng vậy, ta cũng thích như vậy, vậy thì hai bên như vậy mới ok chứ, đúng không, thì mới sống được với nhau. Còn bây giờ thằng trong nói không, đợi với ta sự nghiệp là trên hết, không gia đình hay là tất cả các mối quan hệ chỉ là xem sau, đừng có bắt mình phải đổ vào trong hai mà tôi là sự việc, sự công danh, sự nghiệp rất quan trọng. Vậy thì các bạn thấy không, trong khi con vợ bảo là không, em thì không cần tin, không cần giao sáng phụ quỷ gì cả, ví dụ như vậy, cơm ăn ngày 3 bữa là được. Vậy thì các bạn thấy không? Nó có đồ vánh, một ông thì theo đuổi sự nghiệp trên mệt, một bé là ba kia thì giờ theo đuổi nó coi gia đình là cái số 1, là cái quan trọng nhất. Vậy là nó vánh suốt ngày, là đánh nhau, cắn nhau, chửi nhau, như vậy là nó lách phá. Thì y chang các bạn cũng vậy thôi, nếu như khi các bạn hợp tác với nhau mà các bạn không đưa ra mà kỳ vọng của các bên với nhau, nói với nhau nhiều khi nó sẽ thoát. Ví dụ tôi có 10 kỳ vọng, tôi nói vòng 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 thôi, tôi nói được có 8 cái, các bạn có 10 kỳ vọng với tôi mà các bạn cũng nói đã được có 7, 8 cái, cuối cùng nó thuê thích tốt nhất đó. Gửi với nhau cho nhau một cái mail đi anh Bình, kỳ vọng của em khi hợp tác với anh là em mong muốn như vậy này, set up bộ phận kinh doanh này, set up phòng mà bồi hình marketing tính này, set up về hệ thống quản trị quy trình rồi chỉ tiêu các kiểu này, ví dụ như vậy, set up về hệ thống chiến lược này đó. Thế chúng ta rất rõ ràng với nhau, rất thoải mái với nhau, rất sòng phẳng với nhau, mà khi đó hai bên cảm thấy là ừ y y Khánh cũng là y tá đó, y Ban cũng là y Minh đó, cái ủa chết cha, các bạn có nghèo các bạn, good morning. Thế nào giờ mình cứ lo nói túi bùi 20 phút rồi mà không thấy ai nhúc nhích gì cả, không biết các bạn có nghèo mà thả tím thả ha, thả giận dữ gì đó cũng được đi các bạn, rồi lại con cái gì đó đi. Rồi cái này đi ăn hủ tiếu gõ về khát nước quá. Rồi vậy đó, vậy thì cái thứ hai là khi các bạn hợp tác là các bạn phải đưa những cái kỳ vọng, những cái chỉ tiêu cho nhau như vậy. Nào đã nghe gì, ok, cảm ơn bạn Vi, cảm ơn bạn Tú, à bạn Túc ha, Túc Mộc. Rồi ha, vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ vá đập vá chạm những cái đó các bạn đó. Vậy thì các bạn rồi á, cái thứ ba đó là các bạn phải nói chỉ tiêu công việc như thế nào. Tức là khoảng 4 tiếng hoặc là hai buổi gì đó 8 tiếng để làm về cho công em xây dựng các cái chỉ tiêu thế này. Nên ví dụ như đó, cái bé tư vấn bảo là anh cần căn là một cái bàn trợ lý như vậy để anh giao những cái việc này việc kia, để điều hành triển khai công việc, để giám sát, để kết nối bên anh, kết nối anh với bọn bọn em, ví dụ như vậy. Thì chúng ta tất cả như vậy chúng ta phải rõ ràng, phải có chỉ tiêu
chỉ tiêu hợp tác, ví dụ đó, khi hợp tác thì cuối cùng chỉ tiêu cuối cùng là ví dụ doanh số, thì doanh số ví dụ như trong năm đầu tiên nó phải tăng trưởng được ví dụ như 10%, năm thứ hai phải tăng trưởng được 25%, và năm thứ ba phải tăng trưởng được 50%, 50% ví dụ như vậy đó. Và ví dụ một năm mà là bị gián đoạn ha, các bạn phải lâu lâu các bạn phải gián đoạn hay gì, các bạn phải nói để mình coi thì nó có vấn đề gì. Vậy thì cái chỉ tiêu công việc nó rất quan trọng, chỉ tiêu doanh số các cái KPI với nhau các bạn cũng phải set up, không mai một cái nhau chết đó. Chuyên gia bảo là tao thấy tao làm rất tốt, các bạn bảo ui anh giờ các bạn thì là ui mày nắm mày thằng ở đấy mày nắm ở đấy, bọn em anh có làm được gì chứ, phù hợp với tính cách của các bạn, người đó không cần phải giỏi nhưng phù hợp với tính cách, cùng hệ giá trị cốt lõi, cùng cùng hệ tư tưởng với các bạn đó, các bạn mới thấy không, cho nên mà nó bị đứng liên tục hả kỳ ta, mình cả vẫn mang mình chạy thì vẫn sáng vẫn bình thường. Các bạn gọi cho mình với, các bạn nghe được thì các bạn gọi cho mình số 2, mà nghe không được thì gọi gọi cho mình số 3 với, không biết là do màn của mình hay màn của các bạn, trong lúc mà mình chờ 2 phút đi, 1 phút đi, 1 phút để cho các bạn gọi, các bạn có nghe được không ạ, mình nói là nói để cho các bạn nghe, mà nói cho nó bị màng nó cứ ca giật thì nói làm gì, để mình tìm phương án khác, để các bạn gọi cho mình với. Hai 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 ok, hai là ok rồi, hai là xin chào ấy rồi, tốt rồi rồi không đó, này các bạn toàn người cùng hệ giá trị với mình cực kỳ quan trọng. Năm 2016 mình lại đầu tiên một cái người đó, thì mình cũng nghe anh nói mình cũng doanh nghiệp nó rối nó mệt, thế là mình gặp anh thì anh nói mình nghe rất sướng, và mà mình cũng mời anh hợp tác với các bạn ạ. Anh là kỹ lắm, anh là thứ giỏi, nhưng có cái tính là cứ mỗi lần mình với anh thảo luận cái gì đó xuống một đó anh hai bên này thôi, mà anh kiểu như cãi hôm lại mình là anh bỏ anh về, mà về thôi đi 2 3 ngày sau là chúng ta lại tiếp tục công việc là quay lại, nhưng không đâu các bạn, anh về anh ngồi nhắn tin, anh nhắn cả trang dài nhắn hàng chục tin nữa, ngồi im đọc những tin nhắn cực kỳ rất áp lực, cảm thấy nó có cái gì đó nó kỳ lắm, mà hơi kẹo mà thôi các bạn chịu khó đi ha. Vậy thì đó các bạn thấy không, ví dụ như có lần mình thảo luận, mình nhớ nhận là mình thảo luận với anh nhá, mình chỉ nói là anh bảo là bây giờ mình gửi SNF hàng tin nhắn SNF hàng loạt, thì mình nói thứ nhất là khách hàng thế giới là khách hàng tổ chức gửi em chẳng biết ai cả, thứ hai thời buổi bây giờ nếu cùng lắm thì cũng spam kiểu một cái banner một cái bài vì chỉ đó quá giá lâu, chứ spam SNF thì chẳng tốn kém mà chẳng ai đâu mà phản cảm lắm, thì anh mới nói là ui chị em chả hiểu gì về marketing cả, kiến thức marketing của em còn yếu hơn, thế là anh bỏ anh vậy kiểu vậy, thì mình lúc đó mình nói thì lúc đó mình nói thế này, thì đương nhiên là kiến thức của em nó còn yếu, nó còn non hơn anh rất nhiều, thì chính vì vậy thì em mới phải nhờ anh, thế là anh quay anh như vậy, anh về thì anh ngồi mà từ 10 giờ sáng mà anh nhắn tin cho mình tới 2 3 giờ chiều cũng phải mấy chục cái tin nhắn đấy đó, anh ấy anh đó thì anh không biết sử dụng Zalo vậy nữa, nếu sử dụng Zalo chắc cũng ấy, anh biết sử dụng Zalo, anh sử dụng nhắn tin nhắn nữa mình cũng chẳng xem đọc kiểu như vậy,
Đây, sáng nay mình lại hợp tác với một anh đó thì cũng làm nghề đi dài. Thì bạn trưởng phòng marketing của mình mới nói anh ơi, lúc nào đó anh sắp xếp cho mẹ một buổi anh trên nên anh chia sẻ cho bọn em đồ phòng marketing ấy, để bọn em rõ hơn về chiến lược rồi là các cái kiểu về 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 marketing để bọn em triển khai công việc rất tốt. Thế là anh nhất trả lời câu gì, em đi đăng ký học khóa học của anh đi. Các bạn thấy không, mà bị lá cả ta. Các bạn chờ mình ấy, bây giờ mà mình kết nối lại màn thì nó lại rớt màn. Ai chà, màn kém nhỉ. Đó, thôi, rồi mình vừa ấy chuyển màn rồi các bạn không biết đã nghe rõ chưa? Đó, vậy thì các bạn thấy không? Ồ, tôi mời anh về đấy để anh set up, anh căn chỉnh, anh hướng dẫn kèm cặp một một cho tôi để cho doanh nghiệp của tôi nó phát triển. Mà bây giờ anh về anh bảo là chỗ, em đi đăng ký học lớp của khóa học của anh đấy. Ồ thì đi đi học khóa học của anh thì tôi cần đi tốn cả hàng trăm triệu để mời anh như kiểu mà lưu bị rồi khổng minh về đấy. Tôi đi đăng ký khóa học của anh thì có mấy đồng bạc à, học ở trong đó thì có doanh nghiệp lớn, có doanh nghiệp nhỏ, có chủ doanh nghiệp, có các cái bàn CEO, các bàn khác, rồi là ở đó có công ty thực phẩm, công ty xây dựng, công ty phân phối, công ty này công ty kia, vậy thì có làm sao ai được, trong khi tôi mời ông về đấy là để muốn cá nhân hóa cho tôi mà, cá biệt hóa doanh nghiệp của tôi mà, làm sao đó thiết kế cho doanh nghiệp của tôi triển khai nó phải đó. Rồi vẫn phải nghe được chứ, vẫn vẫn triển khai riêng tôi. Tiên tòi không? Đó, cho nên là mấy ông giàu có nhiều ông giàu là như vậy đó. Đi dài, lên đến doanh nghiệp vẫn đòi dài. Cho nên bà tay vào làm không biết làm, không biết nói bây giờ không? Nhiều khi họ chẳng biết thế nào đó, họ chẳng biết có kiến, họ chẳng biết triển khai thực tế như thế nào đó đó. Và họ bây giờ thôi, bây giờ mày cứ lên lớp nghe đi, trên lớp thì họ lúc đó họ nói là không, bây giờ ở trong lớp thì có nhiều nhiều thế hệ, nhiều tuổi tác, nhiều vừa nam vừa nữ, rồi mưu nhiều quy mô doanh nghiệp khác nhau, cho nên tôi phải nói làm sao đó nó điều chỉnh, nó hài hòa giữa các giữa hàng chục người nghe, cuối cùng huê cả làng đó. Cho nên nếu như các bạn ấy mà các bạn là thi thế trên giá vậy, các bạn phải tìm những người phù hợp với mình, tìm hiểu rõ lai lịch gốc tích của người đó như thế nào. Có những người là họ ăn may gì vãng nữa các bạn ạ. À, đó, họ cứ ăn may vì ôi 10 năm trước em anh làm cái nhãn hàng này nhãn hàng kia, 10 năm trước là việc của 10 năm trước, nhưng 3 năm rồi ông có làm đâu không, 2 3 năm nay ông có điều hành doanh nghiệp nào không? Đó, có những người cái cuộc sống bây giờ, môi trường kinh doanh bây giờ nó lỗi thời nhanh lắm các bạn ạ. À, bây giờ các bạn thấy không, có những bạn 95 97 2000 họ làm rất giỏi, rất xuất sắc. Bạn bè mình có vài người quen biết, chỉ có hai vợ chồng với thêm 50 người soạn hàng á, mà cứ bán hàng online mà 1 tháng đó bán vài chục tỷ chuyện bình thường các bạn, bạn kinh hoàng luôn á. Họ cực kỳ tính gọn, họ cực kỳ đơn giản. Đây, nếu như chúng ta mà chúng ta không không ấy được những cái như vậy á, chúng ta không làm được những cái việc như vậy, khác biệt như vậy, thì chúng ta lại bị tụt hậu nữa, tụt hậu rất xa. Rồi cái tiếp theo ấy, muốn làm gì là, muốn nói gì nói, cuối cùng là quyền lời đó, cuối cùng đi đến cuối cùng, cái cuối cùng mà chúng ta đến với nhau cũng là quyền lời của chúng ta như thế nào. Tiền, quyền lời của tôi được chứ, vậy thì các bạn thảo luận đó, các bạn muốn trả bằng tiền, bà trả bằng một cục tư vấn, hay là các bạn muốn trả hàng tháng theo mà một kiểu một khoản thu nhập như lương của chuyên gia, hoặc là các bạn cũng có thể trả bằng cổ phần. Mà thường chúng ta doanh nghiệp nhỏ, startup ấy, doanh nghiệp của chúng ta nhỏ mà chúng ta còn đang nghèo mà,
Nên giải pháp các bạn thường chọn là giải pháp trả bằng cổ phần. Và các bạn nên chọn phương án này. Tại vì sao? Thứ nhất ấy, trả một cục ấy, ví dụ bây giờ chuyên gia vào nó đòi 300 triệu, 500 triệu, 1 tỷ. Chúng ta chưa biết họ sẽ làm được cái gì. Đó là thứ nhất. Thứ hai, 300 triệu, bỏ 500 triệu, 1 tỷ đó là một khoản tiền lớn. Chúng ta không có một lúc. Và bây giờ chưa biết thế nào đưa một lúc cả mấy, nhưng mà một cục tiền vậy không tiếp. Đó, cho nên giải pháp này thường các bạn không nên chọn. Mình khuyên như vậy. Giải pháp các bạn thường lượng thông minh hơn là ví dụ bây giờ đó, một gói tư vấn đó ví dụ nó 1 tỷ thì bây giờ thanh toán 20% thôi, 20-30% giờ thôi. Sau đó là thanh toán mỗi tháng, còn lại là chỉ đều thanh toán mỗi tháng. Ví dụ chúng ta một cái hợp đồng hợp tác đó là 6 tháng hoặc là 12 tháng như đó. Các bạn thương lượng trả ra từng đợt như vậy. Thứ nhất là nó rất dễ dàng vì chi phí của chúng ta, ngân sách chúng ta được phân bổ từng 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 tháng, từng tháng, từng tháng như vậy đó, thì chúng ta có dòng tiền về để trả. Chứ bây giờ chúng ta nuôi chuyên gia mà trả một cục như phương án một rồi đó, thì giờ mãi lấy tiền đâu mà nhập hàng, mãi lấy tiền đâu mà trả lương để tháng, trả lấy tiền đâu mà trả lương cho đội ngũ con lại của chúng ta đó. Vậy thì chúng ta chỉ thương lượng nó trả một cái khoản nào đó rồi, thì sau đó là chúng ta trả bằng tiền, trả bằng hàng tháng. Và phương án thứ ba, phương án các bạn nên chọn nhất là một khoản tiền cộng với cổ phần. Nếu như trả cổ phần không á, thì các bạn quá đơn giản rồi, quá sướng rồi. Và thường nhiều đa số là người ta không chịu, vì nghề của người ta là nghề tư vấn, không phải là như mình, là mình điều hành doanh nghiệp của mình, hàng tháng nó còn có lợi nhuận, vẫn còn có lương để sống. Còn những người đó là họ làm nghề tư vấn, bây giờ tháng nay giờ anh nói tư vấn cho các bạn mà không có một khoản tiền ấy, thì họ ăn bằng cái gì? Ăn bằng không khí à? Nên họ vẫn có một khoản, ví dụ một tháng 10-20 triệu gì đó cộng với cổ phần. Thì tại sao chúng ta lại nên chọn là phương án chia cổ phần? Thứ nhất, cổ phần nó có giá trị bằng tiền, vậy thì doanh nghiệp của chúng ta không phải trích lợi nhuận hoặc là phải lấy cả cái vốn lưu động, vốn kinh doanh, vốn chủ sở hữu của chúng ta ra để trả cho chuyên gia. Thứ hai, khi trả cổ phần như họ như vậy thì họ phải buộc bằng mọi giá phải lăn lộn, phải lăn xả ra để làm cho công ty của chúng ta trở nên có giá. Cổ phần bản chất nó là một cổ phiếu, bản chất của nó là một giá trị, là một tài sản có giá trị. Nhưng nó chỉ có giá trị khi doanh nghiệp đó có giá trị, khi doanh nghiệp đó có doanh số và lợi nhuận nó phát triển. Còn nếu doanh nghiệp mà đi xuống, doanh nghiệp nó tào lao ấy, thì cổ cái tờ giấy chứng nhận cổ phần đó, sở hữu cổ phiếu đó, thì chỉ là một tờ giấy lộn. Xin lỗi các bạn, là chui thì không sạch, đột thì nó không cháy đó. Vậy thì họ phải lắng trả, họ làm sao đó để nâng cái giá trị doanh nghiệp của mình lên, họ phải đồng hành với chúng ta, họ bước lên một chiến thuyền với chúng ta đó. Thứ hai ấy, tiếp theo ấy, thứ ba là khi những người như vậy ấy, họ cổ phần như vậy ấy, thì họ mang một khoản tiền nhỏ như vậy thì họ chưa đáng với họ, cho nên là cái cổ phần là cái mà họ hướng tới rất lâu rồi. Và cái cuối cùng là khi cổ phần, khi doanh nghiệp có lên thì họ mới được, khi đó họ mới nhận quyền lợi. Và thậm chí các bạn quy định với họ là gì? Cổ phần này các bạn thỏa thuận với họ, tất nhiên là cả tất cả là do quy chế nha, do quy ước của chúng ta với họ thôi. Cổ phần này không được chuyển nhượng cho người bên ngoài trong vòng 3 năm. Nếu chuyển nhượng phải ưu tiên cho người ở trong các cái cổ đông hiện hữu trước. Khi các cổ đông quyền hữu mà không mua lại thì khi đó mới chia bằng cổ phần đó, mới bán cho người ngoài. Và vậy các bạn thấy không, cái cổ phiếu này mình chia cổ phần cho họ lại. Vậy thì cổ phần này chia như thế nào các bạn quý ước? Ví dụ hiện tại công ty tôi là doanh thu một năm là 100 tỷ, nếu anh hợp tác với tôi năm thứ nhất là ví dụ doanh số lên được 120 tỷ thì ông được ví dụ 5% cổ phần. Năm thứ hai ví dụ doanh số lên được 170 tỷ thì ông được thêm ví dụ như 5% cổ phần. Và năm thứ ba này như doanh số lên được 200 tỷ thì là doanh số lên được gì, thêm được 10% cổ phần rồi. Hoặc là phương án gì các bạn có thể là gì,
3 năm, tổng 3 năm doanh số tăng được gấp đôi, thì ông được ví dụ từ 100 tỷ trong vòng 3 năm, sau đó lên được 200 tỷ của tôi, thì ông ví dụ được 20% có phần, ví dụ như vậy. Vậy thì tất cả như vậy thì các bạn rất song phẳng, và các bạn phải chơi song phẳng, các bạn phải chơi là người lớn, người đàng hoàng, người tử tế nha. Có nhiều người thế này này sẽ gặp phải một vấn đề, các bạn tham à, mà là quá à. Các bạn tham, các bạn tiếc cổ là gì? Có nghĩa là khi các bạn à, bây giờ giá trị của doanh nghiệp của bạn ví dụ được định giá là 25 tỷ đi, các bạn đang sở hữu 100% cái công ty đó. Thế là khi người chuyên gia này vào set up cho các bạn, dù các bạn đang tăng lên 3 năm sau công ty của bạn được là định giá là 20 tỷ. Thế là giờ tôi sở hữu, cái người tư vấn nó sở hữu 20% cổ phần mà, 20% cổ phần đó. Bây giờ các bạn sẽ thấy đây này, lúc đó các bạn thấy tiếc, lúc đó các bạn thấy do dự, ui thằng cha bên này chả làm gì tự nhiên được hưởng 20% giá trị công ty, nó chả làm mẹ gì hết đó. Nó chả bỏ gì hết vào, nó chả bỏ đồng tiền nó vào sở hữu 20% giá trị công ty, tự nhiên nó có 20 tỷ. Nhưng các bạn quên mất một điều rằng giờ doanh nghiệp của các bạn từ 25 tỷ tăng lên được, tăng lên là tả 100 tỷ. Vậy thì bây giờ họ sở hữu 20% thì họ cũng chỉ có 20 tỷ, trong khi các bạn sở hữu 80% là các bạn có 80 tỷ. Tức là giá trị tài sản của bạn tăng từ 25 tỷ lên 80 tỷ, là tăng được thêm 55 tỷ nữa. Họ mang về thêm cho các bạn được 55 tỷ, họ chỉ hưởng có 20 tỷ thôi mà. Lộc của người đó hưởng, phân của người đó hưởng, các bạn đừng có chơi cái trò như vậy. Và khi chơi như vậy thì không ai chơi, và lúc đó các bạn tiếc, các bạn khỏi dậy làm bằng mọi thứ, bằng mọi cách này, các bạn từ chối cái việc chỉ cắt lại cổ phần cho cái người tư vấn như vậy thì là không được đó. Vậy thì các bạn lúc đó vì giá trị công ty tên tăng là các bạn tiếc. Giống kiểu có nhiều người các bạn thấy không, họ bán đất đấy, họ bán cái đá lô đất là 10 tỷ, người ta đặt cọc cho mình 500 triệu, thế là mãi có tháng tới đặt trả giá 11 tỷ, thế là bẻ cọc đó. Vì họ có cảm giác gì, ui tự nhiên tháng kia nó mới đặt cọc có 3 ngày trước cho nó ăn không của mình được tỷ, mình tự nhiên mất không tỷ, mất đâu mất, mất tỷ đó làm gì phải của bạn. Lòng của các bạn khi các bạn mua từ 5 tỷ nó lên 10 tỷ rồi là lòng của các bạn tăng đó. Còn cái lọc từ 10 tỷ lẻ 1 cho đến 11 tỷ, 12 tỷ, 13 tỷ các bạn đã nằm tiền của người ta rồi, là tiền của các bạn đó, là lọc của người ta rồi. Và cái đó họ cũng ăn cắp của các bạn, đó là phúc phân của họ. Nhưng mà có nhiều người là đi bẻ cọc cái việc đó. Tôi nói làm những cái việc rất bài bản, còn như tôi không bao giờ, không bao giờ tôi à, tôi ấy không bao giờ tôi à, hợp tác với những à, không làm những cái việc đi bẻ cọc như vậy. Ok, đó đó là những cái lưu ý mình gặp phải, những cái vấn đề mình gặp phải khi các bạn làm việc, khi các bạn thuê những chuyên gia tư vấn ha. Thì đó là tất cả những cái gì mình có được. Các bạn bây giờ là đến phần hỏi và đáp đi ạ. Các bạn có hỏi hỏi gì thì các bạn cứ mạnh dạn, chúng ta sẽ cùng chia sẻ, chúng ta về cùng thảo luận. Ok, à đây bạn Ngọc Hành, bạn của mình hỏi là anh Bình có thể chia sẻ một vài đơn vị tư vấn, chuyên gia tư vấn trước kia mình sử dụng nha, tư vấn cá nhân hết chứ mình không sử dụng tư vấn doanh nghiệp, tức là đơn vị tư vấn. Và mình gặp thì mình cũng có vài người, ví dụ có anh Phạm Quân Kỳ tư vấn về sale design đó, tức là set up pha bộ phận kinh doanh nhá, cũng rất ổn, anh Quỷ Lam cũng rất có tâm, là cũng rất cẩn thận, chi phí cũng quá cao. Đó là một người bạn của mình, thì mình cũng từng sử dụng dịch vụ của anh Tuấn, mình cảm thấy ổn. Đó là người anh Quý, quen Phạm Quang Quý. Đây có anh Tuấn Lễ, thì anh Tuấn Lễ tư vấn cho các bạn về setup bộ phận chính, bán hàng thương mại điện tử cũng ổn. Đó là hai người mình từng hợp tác và hai người mình cảm thấy ổn. Các bạn có thể hỏi hai anh đó, liên hệ hai anh đó nếu như các bạn gặp một trong hai vấn đề đó. Còn lại hầu hết các vấn đề khác á, mình từ học hỏi, mình từ tìm tòi, mình đi học một số khóa học, rồi về mình tự ngồi mình mày mò mình nghiên cứu, rồi mình đào tạo huấn luyện cho đội ngũ của mình, rồi mình set up cho doanh nghiệp của mình. Tại vì mình bị trả giá quá nhiều, trả giá quá đắt cho những cái thương vụ tư vấn, nên sau này mình cũng giống kiểu mà chiếm sờ cái gì đó, cái gì mà chiếm chiếm sờ canh cống như đó, thì mình cũng rất ngại cái vấn đề tư vấn ha. Thì mình cũng chứ có những người khác, bạn bè mình trong ngành tư vấn nhiều lắm,
mình chỉ chơi vậy, mình chỉ biết họ tốt như vậy, nhưng mình chưa dám sử dụng dịch vụ của họ, cho nên mình không dám giới thiệu cho các bạn, vì giới thiệu khi đó nó không tốt đấy. Giới thiệu lúc đó mà nó không ổn đấy, nó có cái gì đó thì mình trở thành một thằng mày láo tầm bày, giới thiệu bày bà mỗi mỗi mai mỗi tầm bày tầm bà thì rất nguy hiểm cho các bạn. Và khi này ngay từ đầu buổi giờ mình chia sẻ cái quan trọng nhất của các bạn là chọn được người phù hợp chứ không phải người giỏi đâu. Người giỏi thì đấy các bạn ạ, mình đấy vẫn tự tin mình có giỏi vài món đấy, nhưng mà chơi với các bạn cũng không phù hợp với chịu. Và rất nhiều người mời mình hợp tác nhưng mình chỉ chọn chưa qua 50% những lời mời hợp tác mình để mình sát cánh với nhau đâu. Từ bữa khoảng 3 tháng nay mình cũng biết tại sao, hình như doanh nghiệp các bạn dịch bệnh gặp khó khăn nhiều hay sao, mà khoảng 3 tháng nay mình rất nhiều nhận được rất nhiều cái lời mời hợp tác, rất nhiều cái lời mời đồng hành các bạn ạ. Và mình chỉ nhận một hai cái thôi, những cái nào mình cảm thấy là người CEO, người là chủ doanh nghiệp đó tính cách đạo đức cho ổn thì mình mới hợp tác. Thứ hai là cảm thấy cái lĩnh vực đó phù hợp với mình, sở thích của mình mới hợp tác, còn nếu không thì mình không không hợp tác đâu. Cho nên là mình không phải là mình bất chấp mình nhận lời mời với các bạn đâu, vì nghề của mình cũng phải là nghề tư vấn, nghề của mình cũng phải là nghề đào tạo chém gió, cho nên là mình chỉ nhận những cái chỗ nào bạn bè thật sự cảm thấy tin tưởng quý mến thôi. Rồi các bạn có câu hỏi nào đúng không ạ? Các bạn có câu hỏi nào hỏi đi ạ. Sao không nghe được gì luôn rồi, hôm nay màn chặn quá, màn chặn quá, nói chuyện cũng rồi. Vậy thì các bạn không coi câu hỏi nào nữa thì màn hôm nay nó cũng ổn, cho nên chúng ta kết thúc nha các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon. Mình không thấy gì luôn, không biết còn ai như các bạn không hỏi gì nữa thì chúng ta kết thúc. Và chủ đề này các bạn cũng chưa đụng chạm nhiều, chưa 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 va đập nhiều, cho nên là các bạn có thể như là không chú ý lắm. Các bạn muốn chủ đề gì tiếp theo, mình thì doanh nghiệp của mình gần hay mình lăn xả ra, mình lăn ra mình làm ha, cho nên cả gì mình cũng đùng hết đó. Nên các bạn chỉ cần nói chủ đề là ngày giờ mình cũng chèm luôn được chứ đấy. Mình đâu có chủ phải chuẩn bị bài vở gì đâu, đâu phải thành giáo trình giáo án gì đâu, nên các bạn cứ hỏi thoải mái. Anh Bình có mời dịch vụ định giá không luôn, anh tự định giá luôn, anh tự tin cậy anh định giá, anh học anh định giá, chứ dịch vụ định giá cũng vậy nữa, chả biết nó làm được hay không. Rồi xin chào, bye bye tất cả các bạn nha, good night các bạn, lập kế hoạch kinh doanh nha. Lập kế hoạch kinh doanh thì bữa nay thì các bạn phải lập kế hoạch xong rồi nhỉ. Ok vậy thì chơi luôn, tuần sau chúng ta nói về chủ đề lập kế hoạch kinh doanh nhá. À bạn cũng phải hỏi lập kế hoạch kinh doanh có cần phải tư vấn không? Có. Lập kinh doanh các bạn, nếu mà lập kế hoạch kinh doanh nếu các bạn muốn bài bản thì các bạn cũng có thể là thuê tư vấn. Nói chung cái bạn các cái nào các bạn thấy cái mình không chuyên sâu, mình không giỏi mà lại có tiền, và nếu cảm thấy cần thiết để làm để thuê tư vấn thì các bạn cứ thuê. Đầu văn thai hiện tại Việt Nam mình có rất nhiều chi phí bôi trơn không có hóa đơn anh nha, mình chẳng thấy có chi phí gì mà không có hóa đơn hết đó, do các bạn lấy hóa đơn nó chi phí bôi trơn, nó chi phí gì, mình thấy môi trường kinh doanh bây giờ rất tốt, mình chẳng phải có gì ấy. Làm sao để đưa về một sổ thì bạn kiểm toán bạn sửa nó từ 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 rồi nó về một sổ thôi. Bây giờ hai sổ nó cách nhau 10 dặm thì bạn làm sao đâu cố gắng kéo nó về, cái đường nó đang thế này thì bây giờ thế này thế này thế này, nó chạy song song từ từ nó gặp thế này thôi, nó sẽ gặp nhau thôi.
bạn nhúng đôi, bạn muốn tư vấn cái gì á thì bạn phải inbox cho mình mới giới thiệu cho bạn của mình được, chứ bây giờ bảo tư vấn tầm bay tầm ba, bạn đau bụng mình giới thiệu chuyên gia tư vấn đau đầu gãy tay gãy chân thì đâu có được. Nên bạn inbox cho mình đi, mình coi lĩnh vực của mình có ai, lĩnh vực gì mình tư vấn mình giới thiệu cho. Rồi ok, tuần sau mình chúng ta sẽ nói về tập kế hoạch kinh doanh nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn, bye các bạn, hôm nay được nghỉ sớm quá.